Shop Bếp Gấu.com chữ tín làm nên thương hiệu. Shop Bếp Gấu.com có rất nhiều loại vòng quay dễ chơi dễ trúng và đủ loại mệnh giá cho tất cả các anh em, là nơi mua bán hàng uy tín nhất trong tựa game Revive. Shop Bếp Gấu.com uy tín làm nên thương hiệu. Gì vậy? Gì đó? 2 con 4 bò đó chứ. Má cái này mày bao nhiêu điểm đây, nói coi. Con 4 con 3 chứ mấy, có phải mấy chục ca đâu sợ. Má tao sợ, tao sợ lắm rồi nha mày. Có lại tụ canh làm cái boss trong lăng nó đánh cái mặt ra đó. Rồi. Có boss thì lấy tiền luôn. Chơi nói thế luôn cho mau. Bạn bị kinh rồi. Không 2 con 4 nha, không 2 con 4 đâu. Tìm tìm thêm một dân chơi nữa đi. Không 2 con 4 đây, bắn thì bắn không, bắn thì bắn. Trời ơi, bắn ơi. Sợ lắm mày, bắn rồi. Bắn rồi gọi là tha còn nhìn giá nhảy thẳng lòng. Ok thì bây giờ nè, từ từ. Bây giờ nè. Anh cho tụi mày ba bắn ba luôn, nhưng mà vào một trận tờ 3 con 4 ra tao chịu bắn cái đã. Nếu mà ra boss ấy thì không chơi. Còn ra người thì trận sau chơi. Ừ, ra boss không chơi. Okay. Vô. Ra boss chơi không lấy tiền luôn. Sẵn sàng trận này bắn bình thường nha, trận này bắn bình thường nha. Gì sao có hai thằng vậy? Trận này bắn bình thường đã, coi thử ra người ra boss đã. Sao mà ra boss được? 4000 điểm sao ra boss ngáo à? Thằng sơ 4000 nữ à. Không bao giờ ra boss được, 4000 dưới không bao giờ ra boss. Thằng boss, vô thử đây. Má là mọi người. Trận này là vô thử coi nha, không phải là chơi đâu nha. Chơi luôn đây, bắn bình thường đây. Mà kìa, vô thử coi xem chắc không có boss, 4000 dưới không bao giờ có boss. Vô bắn đi. Mẹ thằng sơ điểm cao quá. Ít phải 6000, 5000, 6000 có boss. A few moments later. Rồi. Rồi ok đây. Ok. Rồi. Thôi bây giờ nè, muốn lên kèo ai là dự phú bình thường nha. Các em phải chơi giống như bình thường, giống như những con người bình thường. Không có một đặc cách gì cho tụi em cả. Ok chưa? Gì? Thì đéo đấy. Đéo cái gì mà đéo, thì đéo cái gì trời. Ai là dự phú? Người ta sao mình vậy? Bao nhiêu thằng đá chim, bao nhiêu thằng muốn giết. Phải ai là chủ phú đặc biệt chứ không ai là chủ phú bình thường. Rồi đặc biệt luôn, cho đặc biệt luôn. Rồi ok. Trời ơi, hai con hổ ai muốn okay. Giết. Ok, top 1 trận đầu tiên. Đá chim thì thôi rồi luôn. Rồi top 1 trận đầu tiên là mỗi người 500 ngàn. Ok chưa? Gì? Top 1 không tính kill à? 20 kill. Rồi ok. Top 1 thôi, cái gì? Cái gì? Tao lại mày đấy. Tao lại mày. Top 1 mày đi trốn hả? Ba sao mà. Rồi bây giờ nè, top 1 hai tụi em 15 kill, thằng kia không tính. Rồi. Rồi 15 kill được. Được chưa? Hai tụi em 15 kill rồi kìa. Được. Thằng kia không tính. Nhưng sao thằng kia không tính? Nếu mà tính luôn 20 kill không bấy. Muốn cái nào? 15 kill, hai thằng. Rồi. Bao nhiêu? 15 kill. Nhưng mà anh vẫn cho xin nha. Bao tiền? Rồi, mỗi người hồi sinh một lần và mỗi lần chỉ được một người không bấy giờ. Xem chứ phần thưởng mới có hứng bắn chứ bao gấu. Ủa anh nói rồi mà, hai người 15 kill là 500 nghìn đồng, không có trợ. Thế 20 kill là một củ à? 20 kill cũng vẫn có 500 nghìn. Gì? 25 kill mới được một củ. 20 kill phải 750. Buồn cười, không có buồn cười. Rồi, chơi luôn, chơi mày luôn. Má đầu cây rồi đây, chơi mày luôn. Được, chơi mày luôn. Bật thêm cốt đi. Rồi, vô nào. Cái gì? 8, không, không bật thêm cốt 9, à? 9-0-6-4-8, vô đây các bạn. Alo, mấy thằng đá like nó bảo là gặp rồi bác ơi, bác ít. Yeah. Má lại. C4 ơi. Thả bố cưng của em. C4. Ơi. Nãy giờ anh giỡn mày vô vui thôi, coi mặt cái tả vô đi bố. Bé cay rồi. Trời. Anh, mày coi mặt cái tả vô đi. Trời ơi, danh bác đấu quá là dễ. Nó thứ luôn. Rất anh dễ hả? Ừ. Quá là dễ luôn. Biết không? 60% những bạn đang xem video này không like và không đăng ký. Một like và một đăng ký của bạn không giúp mấy gấu có thêm tiền. Nhưng khi các bạn trải nghiệm những đoạn video funny và vui vẻ như thế này mà cảm thấy thuyết phục thì hãy like và đăng ký giúp mấy gấu có nhiều động lực ra nhiều đoạn video như thế này nhé. Cảm ơn nhé người anh em. Không phải lúc nào mình cũng chơi game bằng 100% công lực đâu. Bắn danh bác gấu thì dùng một nửa là được rồi. Là sao? Là rank của anh em chỉ dùng một nửa phần trăm công lực của em thôi hả? Đúng rồi, anh gấu xem phim trưởng cũng biết mà. Thôi là những cao thủ thì em, nó ít dùng hết sức. Trận này nè, trận này đấy, em chỉ còn top 2 thôi. Là gọi anh gọi là đại ca luôn đấy, anh gọi là cha luôn. Mày chết, toàn, đông. Chạy tao vô.
Chạy hố. Nó một. Chạy hố, mày chạy hố tao. Mày chạy hố. Bị cay đúng không? Bị cay đúng không? Đắp luôn. Má, cùng hai. Hay cùng hai hả? Trời ơi, cùng hai gì à? Sao gốc cây kìa anh em, Chơi được. Nó xuống ngay xe. Đắp luôn. Ôi, nó vào kìa anh xe, Đắp luôn. Trời ơi, bạn Athena này chạy nhanh quá. Đắp luôn em ơi. Đắp luôn. Bạn lên đi. Còn một à. Bạn được, sợ không, gì? Không có mình ở đây rồi sợ gì? Thôi cứu được mà anh xe, thằng đấy nó có sòn gun à, nó đeo bắn xa được. Thằng cuối nè, lên xa. Má, trời ơi, bạn xe va này. Nhạt quá. Đuổi. Đi ăn. Đi thăm nơi PC bán này. Đuổi đi. Gây tao hả? Bạn phải cho bác gấu mất tiền, cho bác gấu mặt nhăn như khỉ chứ. Nó điều gì? Sợ gì? Con xe đuổi bật luôn. Khó. Trời ơi, xử lý lỗi quá, đi viết được có 2 thằng, pha đấy phải cân 4. Quá lỗi. Chưa hết đâu, cô dài tập lắm. Ê, vòng trên kìa. Bên trên một em, lùi, vòng trên kìa. Cô mày chạy tao hả? Quá nồi, nó đá. Lùi tới rồi, em bay qua nó quẩy đi. Đâu xem. Cái xe mà bé cay còn một thằng má ly cái tem chó luôn là được. Ừ. Ly rồi, tim ly rồi. Xong rồi. Gặp thằng đầu sư rồi. Xong rồi anh em ơi. Trời ơi, mày đừng có đuổi tao. Trời ơi. Đi quan tử đi. Cover, ngó xuống. Gì đâu? Dây đeo! Nó sợ mè. Dây đeo! Rời ơi! Cho một cái đồ đắm vào ba cái đầu. Dây đeo! Nó chịu xuống! Dây đeo! Dây đeo! Đeo có súng anh em ơi! Nó bên trên nó nhìn mình kìa, vãi nồi. Trên nào! Wow! Trời ơi! Má, đông vãi. Cùng một. Tao chơi đâu có súng luôn đấy. Cùng hai. Qua đây tới. Rồi, xuống. Một khẩu lục cũng không có anh. Một khẩu lục cũng không có, bắn được gì. Bắn đi. Nó chịu súng anh em ơi. Ủa sao anh em đá chi qua dưới thằng xe là tứ à? Dưới thằng đó. Mới cho mấy ông chuyện tướng cho nó mất hết 4 giờ rưỡi đây. Tôi lạy mấy ông lên diện tướng rồi nè. Từ đây về sau mấy ông cực kỳ. Sao má gấu vậy? Lên diện tướng máu mất 4 triệu rưỡi thì luôn anh em. Máu bay 4 cù rưỡi đấy. Đu báo giường tới rồi. Không, chơi được anh em ơi, chơi được. Chỗ này toàn mấy thằng ất ơ không, chúng nó bắn nhau. Chúng nó tự chửi lẫn nhau, sao hết rồi. Không, keo đâu em. Anh thất đạn rồi. Sợ đéo gì. Anh thất đạn rồi, anh còn 6 xu à. Đi. Trời ơi, xe bố mà đi trốn rồi. Thề luôn đánh lái thích. Đi trốn thề rồi. Thề bắt gấu, bớt cái trướng này anh gấu. Một khẩu súng không trốn thì bố nào bắt. Chơi đi trốn chát quá. Thằng đấy một đầu anh xe ơi, cái thằng lái xe máy một đầu rồi. Anh nó đang trường rồi. Đẻ cua luôn. Không sao. Ê, đằng sau mà. Cái này không sao, bò được. Sợ gì? Máu, xin máu. Hai con bình này. Bạn này... xin một tí đạn xuống trường đây. Anh em có thể lên trên đạp bộ dưới like coi các bạn. Vừa coi mà. Đưa thằng Bun lên bắn đi. Thật đấy, bạn phải tin tưởng mình chứ. Đưa đạn luôn. Đạn. Trời ơi, mà Bun không có đạn. Để.
đối tượng hả? Đối tượng của tao hả? Con nào bỏ nhạc vậy? Ai bỏ nhạc vậy? Tắt nhạc đây, tắt nhạc đây trời. Nào bỏ nhạc vậy bây? Mày chạy đâu? Tao đâu chạy đâu. Vô đây. Chạy tao. Công chạy tao. Chạy đâu? Chạy đâu? Mày chạy đâu? Không, nó có một thằng. Vô đây. Vô đây. Đúng lắm. Đừng manh động, đừng manh động. Cứ ở yên trong nhà đi, mình giáo sợ ở đâu. Không sợ tao. Bây giờ ra lúc lúc xác rồi. Chạy đâu? Cá trụ điện sau đồi còn một người anh. Có đúng một thằng thôi. Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đâu? Có kem mới công vậy đâu hả? Bây giờ để sao tụi nó công vô mình biết được thằng hay lầm rồi. Ê, một thằng nó định quăng bom bom mình kìa. Chạy đâu? Không sao. Sao chú hộ con. Không sao anh em ơi. Thằng nào bỏ nhạc càng đông. Không sao. Chú nó chỉ hộ mình thôi. Càng đông chú nó cũng càng tự đá lẫn nhau mà. Nó một chân nữa nè, Đừng anh em. Hai thằng đều có. Anh em cam bo thôi, anh em cam bo từ từ thôi. Thôi, bốn thằng ngồi một chỗ trời vị trí. Thằng này điếm thế. HQA có luôn, có HQA luôn. Bắn được. Có HQA luôn. Rồi ra đây. Không đạn. Má còn 19 bên xuống trường đéo dám bắn luôn á. Còn ai thì xuống trường. Bắn cái đéo gì nữa. Chơi không? Mày chơi không? Chơi đâu? Chơi tao hả? Chơi không? Má, thằng này nó kem mình thật. Chơi không? Chơi tao. Còn tí đạn chơi đi, chơi bờ đéo gì. Chơi tao. Nhìn kìa. Xe bốp mà. Chỉ là một con gà thôi. Không làm gì nữa này. Là khăn lọc mày luôn. Trên đồi kìa. Cái này bắn được đấy. Làm gì tao. Thôi xin chạy. Cái này tôi không hỏi đồ đang bắn nhau đâu. Cứ cam bo đó. Không cho đi. Khỏi coi thử mày. Mày đâu ỉ mày đi. Mày đi mày đường nào. Điếm nè. Điếm hả? Tao à. Chứ tôi đẹp lắm. Trời ơi. Xe bốp mà đi trốn không nè. Thôi xong anh xe. Còn có 8 viên đạn anh xe à. Ê anh sẽ có một thằng 4 viên đạn, một thằng 3 viên đạn mà kiểu anh em không biết được thì làm gì. Xuống đi nữa. Nhìn đỡ được. Xuống đi. Kiểu anh nó kê hai đùi sao mà chạy. Xuống đi, chạy đâu. Bây giờ anh em xuống luôn, giết luôn thằng TikTok. Má giờ phải đi rút đồ. Thằng còn 8 viên đạn, thằng 3 viên đạn thôi. Đéo đồ chưa. Trên đùi sau lưng mình à. Hay là bạn này đánh nhiều đi bạn này. Ra cái xác xanh đánh nhiều đi bạn này. Ừ. Ui chết mẹ đéo được cái thằng bên thai điếm vái. Thằng chó này đúng điếm luôn đấy. Kia từ nãy đến giờ. Mày điếm vừa thôi, mẹ điếm thúi đấy. Thằng chó này điếm thúi. Ừ chẳng sao lại ăn sao mà đến. Liệu đấy sao mà đến. Gì vậy? Đéo đàn ông lắm. Đéo đàn ông lắm. Thằng này đi nhờ thằng này điếm vái. Thôi mày chạy đâu. Đúng lại đi. Có bông keo, có bông keo. Không có. Không có keo, không có đồi làm sao bắn. Chạy ở mi quang. Thằng tánh hả? Mày thằng tánh ở đâu hả? Nó thằng tánh ở đâu hả? Sợ quá. Không có keo, không có đồi làm sao bắn đâu. Bãi nồi thề luôn. Thề thấy chưa? Mày mới gọi ai là triệu phú chứ. Mẹ muốn góc để có người chở đấy. Em mà gọi đây thế này mà dám gọi ai là triệu phú bình thường không chịu. Cái này phải là bản đặc biệt. C4, một cái tên đại diện cho làng game DeFi Việt Nam. C4 sinh ra là để đi trốn. Cái gì? Trời ơi, C4 sinh ra mà để đi trốn nợ chán. Thề luôn em. Không phải mình muốn trốn đâu, mình đeo có đồ mà mình đeo trốn. Đồ thì mình đi làm đồ chứ ấy, coi. Ủa? Nhìn đi, anh có nhìn đi, mẹ bốn góc có người luôn, cái đó là được. Bốn góc thì nói chứ, mình phải chán quay. Rút cây cho mày, anh xe có người nha. Anh xe có người đấy mà. Dài 4 anh, đặt là nhiều tấm nữa là C4 mà chỉ có đi trốn thôi. Rồi anh giấu à? Ma sao tuyên bố tham mấy ba gấu nói nhiều quá. Khích tướng là nhiều anh nói nhiều quá anh em ạ. Khích tướng như đó đổ ráo lên sợ, đéo sợ ráo lên ráo lên thằng nào cả nhà vào cho con xin một like đi nè mày. Ráo rồi ráo hàng đâu ráo hàng đâu ráo hàng đâu hay ôi đục đêm đồ tao mày quỷ ma đêm đồ tao hả trời ơi anh em ôi hay. Cố xuyên ép không? Có máu không? Xa! Rồi xong. Cái gì vậy? Xong. Vô bo cách nào? Xe 4 hả?
lên nha. Sorry nè, cho mình mua ẻ nó thề. Cho mình nói tục một câu nha. Thằng 8 mươi chín tuổi ba viên đạn thứ trường. Ảo, giỡn với tao hả? Sư bốn hả? Tao sẽ táp một chết lên sư bốn của tao. Sư bốn. Coi nó bị lụm đồ một cách nào.